Vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương, nỗi đau xé lòng của người mẹ. Lận đận về đường tình duyên và phải đi hai lần đò, chị Hiền mới tìm thấy bến đỗ của cuộc đời. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chưa được bao lâu thì chồng chị lại vướng vào vòng lao lý. Bao nhiêu tình thương, niềm hy vọng được chị dồn vào đứa con bé bỏng, nhưng giờ đây con chị đã không còn nữa. Buổi sáng định mệnh, chúng tôi tìm về thôn Thái Dưỡng Bắc, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, Hải Dương. Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm vào lúc 9 giờ 45 ngày 6 tháng 4, khiến cháu Bùi Phúc Thành, sinh năm 2008, ở thôn Thái Dưỡng Bắc tử vong tại chỗ. Trong căn nhà cấp 4, nhìn lên di ảnh con trai chị Trần Thị Hiền sinh năm 1982, mẹ bé Thành, vẫn không tin vào buổi sáng định mệnh ấy, chỉ trong tích tắc chị đã mất đi đứa con trai duy nhất hiền lành, ngoan ngoãn. Chị cho biết, đến giờ nghĩ lại lúc nhận tin con trai gặp nạn, tôi vẫn nghĩ ai đó báo nhầm, và khi có mặt ở hiện trường, tôi không nhận ra cháu nữa. Theo lời mẹ cháu bé, vào buổi sáng xảy ra sự việc, gia đình chị Hiền có mua tôn về làm mái hiên để tránh mưa gió. Vì sợ ở nhà không an toàn cho nên chị đèo con vào nhà ông bà ngoại ở gần đó để chơi. Tuy nhiên, chị vừa về đến nhà được khoảng 20 phút thì nhận được điện thoại của mẹ chị thông báo cháu Thành gặp tai nạn ngay trên bờ đê, cách nhà 500 mét. Khi ra chỗ tai nạn, bản thân tôi chưa tin là con mình, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đạp thì tôi ngất liệm, mẹ bé Thành nghẹn ngào. Tiếp lời con gái, ông Trần Văn Hùng sinh năm 1957, ông ngoại cháu Thành cho hay, ngày 6 tháng 4 trùng vào ngày giỗ tổ Hùng Vương nên nhà trường cho học sinh nghỉ học. Sau khi gửi Thành ở nhà ông ngoại, mẹ cháu về trước để còn lo công việc, chỉ ít phút sau Thành đạp xe về nhà. Khi đến đoạn đường trên, cháu thấy chiếc ô tô tải chở vật liệu xây dựng đi ngược chiều lao về phía mình nên đi sát vào lề đường, nhưng chiếc xe vẫn lao đến và chèn qua. Ông Hùng cho biết, sau khi gây tai nạn, lái xe đã cởi chiếc áo phủ lên người bé Thành và rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 14 giờ, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Sau đó gia đình cho cháu đi hỏa táng và an táng vào lúc 18 giờ tại nghĩa trang địa phương. Trao đổi với phóng viên báo Gia đình và Xã hội, ông Trần Mạnh Thắng, trưởng công an xã Phúc Thành, huyện Kim Thành cho hay. Khi xảy ra tai nạn giao thông, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, nhưng do sự việc ngoài thẩm quyền của chính quyền, nên ban công an đã thông tin cho công an huyện Kim Thành và cơ quan pháp y công an tỉnh Hải Dương về giải quyết. Đối với tài xế xe tải, khi gây tai nạn đã bỏ trốn và đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Buổi sáng sau ngày xảy ra vụ việc đau lòng, có rất nhiều bà con hàng xóm và người thân biết tin đã đến hỏi thăm động viên gia đình, và căn nhà nhỏ không có gì đáng giá ngày nào, còn rộn tiếng cười con trẻ thì giờ đây đã nhường chỗ cho tiếng khóc, ai oán buồn tuổi. Trong câu chuyện về sự việc xảy ra, những người thân của cháu Thành vẫn bàng hoàng đau xót. Thắp nén hương lên bàn thờ của con trai xấu số, chị Hiền lại khóc, nỗi đau quá lớn bất ngờ đổ xuống gia đình khiến chị không còn đứng vững. Trong suốt lễ tang ngắn ngủi của cháu Thành, chị luôn phải có người dìu đỡ và nhiều lúc lại ngất liệm, giật mình ú ớ gọi tên con trong vô vọng. Thế là tôi mất hết rồi, tôi biết sống sao đây? Tại sao số phận tôi đã hẩm hiu chịu nhiều bất hạnh, giờ đây lại phải khổ thế này? Chị Hiền nghẹn ngào. Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Hiền là con gái lớn trong gia đình có ba chị em. Cách đây khoảng 15 năm chị xây dựng gia đình nhưng sau đó đã ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị sống khép mình hơn và ít giao lưu với bên ngoài. Nhưng nghĩ đến cuộc sống trước mắt và bố mẹ, chị xin đi làm công nhân. Tại môi trường mới, chị đã gặp và yêu thương anh Hát, người cùng huyện khác xã. Và cháu Thành là kết quả của tình yêu đó. Tuy nhiên, chỉ có mẹ con chị Hiền là đăng ký hộ khẩu tại xã Phúc Thành, còn chồng chị thì không. Thương con thương cháu, chị không có đất sinh sống, vợ chồng ông Hùng đã cho mảnh đất lưu không ven để xây căn nhà tạm cho hai mẹ con. Mang tiếng là có chồng để nhờ vả công việc, nhưng rất ít khi chồng chị ở nhà, thường đi lao động tự do rồi dẫn đến vi phạm pháp luật phải cải tạo. Ngày cháu Thành gặp nạn cũng là lúc chồng chị Hiền mới đi được 20 ngày, cho nên chị càng đau xót hơn khi lễ tang của con trai xấu số chưa được trọn vẹn. Ông Trần Văn Hùng, ông ngoại cháu Thành cho biết, gia đình chúng tôi mất con, mất cháu đã khổ hạnh lắm rồi, nhưng hiện tại cuộc sống của con gái tôi còn khó khăn hơn. Biết khi nào nỗi đau này sẽ được nguôi ngoai, biết khi nào con gái tôi sẽ bình tâm trở lại để gồng gánh gia đình.